Hello anh em, điều này thì chắc hẳn là ai cũng biết rồi. Mình là Taka, còn đây là Si, vợ mình. Hôm nay thì trong tình hình đại dịch Covid-19 đang dần dần ở khắp mọi nơi, ở nhà thì rảnh quá không biết làm gì, vợ chồng mình quyết định xong kiếm một bích để cho ra kênh mới. Đó chính là Taka Why. Xin chào mọi người, đây là kênh mới nhất của Taka Channel. Chủ yếu sẽ trả lời các bạn hai câu hỏi. Thứ nhất, điều gì sẽ xảy ra, chẳng hạn như điều gì sẽ xảy đến nếu siêu cá mập Megalodon còn sống? Điều gì xảy ra khi bạn bị chân Akanoda nuốt vào bụng? Vân vân và mây mây. Thứ hai, trả lời câu hỏi vì sao điều này, vì sao thế kia? Đại khái là như thế. Đảm bảo là nội dung sẽ cực kỳ là thú vị và hấp dẫn mà anh em không thể chối từ. Tuy nhiên là chắc chắn là sẽ có những nội dung rất là bậy bạ hay là nguy hiểm hoặc người lớn một tí. Hãy hết sức là cân nhắc khi đón xem nhá. Và link kênh thì tụi mình có để ở trong phần kết thúc của video, trong mô tả và trong bình luận. Đừng ngần ngại và thẹn thùng gì mà không click vào xem và subscribe nhá. Đảm bảo sẽ không làm anh em phải thất vọng. Thế thôi.